Bài toán với Nhật Bản hiện nay vừa phải giảm thiểu tác động tiêu cực của quá tải du lịch, nhưng vẫn tăng được lượng khách quốc tế đến nước này để có được nguồn thu lớn từ du lịch quốc tế. Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, Tổng cục Du lịch Nhật Bản đã chọn 20 khu vực có đông du khách để thí điểm mô hình xử lý tình trạng quá tải du lịch. Điển hình cho các biện pháp này là việc Nhật Bản đã dựng một hàng rào chắn ngăn du khách chụp ảnh ngọn núi biểu tượng Phú Sĩ. Nguyên nhân là do khách du lịch nước ngoài tập trung đông đúc tại khu vực nhỏ này, chặn vỉa hè chật hẹp, vi phạm luật giao thông và xả rác bừa bãi. Mặc dù vẫn còn loay hoay trong việc xử lý các hành vi lệch chuẩn của du khách như xả rác, đỗ xe trái phép, tụ tập uống rượu ban đêm, ăn mặc phản cảm. Tuy nhiên, Nhật Bản quyết tâm xử lý triệt đề tình trạng này nhằm giảm bức xúc cho người dân địa phương. Mặc dù đang quá tải du lịch, nhưng cơ quan du lịch Nhật Bản vẫn đặt mục tiêu đón 60 triệu lượt khách du lịch trong năm nay, tức là gấp hơn 2 lần so với số lượng của năm ngoái. Nhật Bản chú trọng hướng đến khách hàng có mức chi tiêu cao và hình thành các tour du lịch kết hợp mua sắm. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Việt Nam, đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.